cùng bạn đọc sách xin chào các bạn. Xin mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Bạn sinh ra để sống của tác giả Nguyễn Văn Phú. Phần 2. Người cùng khổ. Mọi bất hạnh khổ đau đều xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực, cảm giác yếu kém hơn. Nhưng thực sự, bạn không hề yếu kém so với bất kỳ ai, vì bạn là một người đặc biệt. Chương 1. Hiện thực nghiệt ngã. Lần thứ 2 vào hóa chất, tôi bắt đầu sợ cái thứ thuốc cứu người này. Lần đầu có thể do lính nhỏ bị ù tai không sợ súng, nên tôi đâu biết rằng hóa chất vật mình tơi tả như cám. Cảm giác khó chịu đến không thể tưởng tượng được. Lúc này là giai đoạn sau Tết, khoa ung bướu đã trở lại làm việc bình thường. Phòng truyền hóa chất đông nghẹt người như hội, đủ các dạng bệnh ung thư tương ứng với tất cả các bộ phận trên cơ thể chúng ta. Phòng hóa chất nồng nặc mùi thuốc truyền kết hợp với mùi tanh hôi của các bệnh nhân chưa vào đã nôn ra như tôi, khiến căn phòng trở nên u ám và ảm đạm. Những gương mặt tiều tụy, vô hồn làm cho khoa ung bướu trông thật ảm đạm. Cái viễn cảnh tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn. Và đây là nơi duy nhất trong bệnh viện có thể bắt gặp hình ảnh cái chết dễ dàng xảy ra như cơm bữa. Tôi nghĩ vậy. Nhưng có một điều đặc biệt, một bí mật về căn bệnh ung thư. Đó là hầu hết những bệnh nhân có trạng thái tinh thần cực kỳ tốt thì sẽ sống lâu hơn những bệnh nhân có trạng thái tinh thần kém hơn. Tôi bật cười với những câu pha trò của một số cô chú. Điều đó không khó giải thích tại sao họ có thể sống lâu đến vậy. Và khi nhìn thấy chị điều dưỡng chuẩn bị truyền hóa chất vào người mình, tôi cười tươi rói đến nỗi ói, không sót phát nào. Thằng này trông trẻ mà yếu thế con, một bác lớn tuổi cười bảo tôi. Tôi đã quen với những bệnh nhân mới. Một anh bộ đội lớn hơn tôi 2 tuổi, tên bé Năm. Ông Cường bị ung thư tuyến giáp. Đôi vợ chồng già đến từ Sóc Trăng có người chồng bị ung thư vòm họng. Ở bệnh viện, chữ K là chữ viết tắt của hai từ ung thư. Tôi thích gọi là K hơn là hai từ ghê rợn đó. Anh bé Năm nhập ngũ một thời gian thì phát hiện mình bị ung thư hạch. Anh nhập viện trong tình trạng sốt ly bì, người đau nhức, bụng phình to, đi lại khó khăn. Anh càng tiều tụy bao nhiêu thì càng làm cho người thân của anh suy sụp bấy nhiêu. Anh vào hóa chất thì khá hơn một chút, nhưng sau đó bệnh anh ngày càng tiến triển xấu hơn. Tôi cũng có một ước mơ nhỏ nhoi như bao chàng trai trẻ có khát khao nhập ngũ, là được một lần khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, được sẵn sàng bảo vệ tổ quốc tươi đẹp của mình. Bao hoài bão, bao ước mơ, bao hy vọng của tuổi trẻ nhiệt huyết, của người quân nhân cách mạng như lời thề đọc dứt khoát vào mỗi buổi sáng thứ hai mỗi tuần. Nhưng chỉ một khối u nhỏ bé mà xé nát cả tương lai đang chờ phía trước, xé nát đi những hoài bão lớn lao của tôi. Tôi oán trách số phận sao nghiệt ngã với mình, với anh bé Năm, với từng con người mà tôi gặp trong trung tâm ung bướu này. Nhưng tôi còn biết làm gì hơn ngoài ở đây, trong căn phòng điều trị cho bệnh nhân ung thư, để chấp nhận bản án tử giáng xuống đời mình. Và tôi lại càng không biết tương lai phía trước của mình rồi sẽ như thế nào. Mẹ của anh bé Năm lo lắng đến nỗi ăn không nổi nữa. Giữa hai gia đình chúng tôi hiện lên sự đồng cảm sâu sắc, sự cảm thông chia sẻ đặc biệt. Vài ngày sau, anh bé Năm được chuyển xuống phòng cấp cứu. Có lẽ những tế bào ung thư đã trực tiếp hút cạn sinh lực của anh và gián tiếp đối với mẹ anh. Mẹ anh ôm anh bất lực trong phòng cấp cứu, cái nơi mà mạng sống của con người chỉ được tính bằng giờ, bằng giây. Làm sao mẹ tôi có thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó? Nước mắt người mẹ tuôn rơi một cách thật thê lương. Cảm xúc giữa người với người thật khó diễn tả. Bé Năm yếu lắm rồi con à, mẹ anh buồn bã bảo tôi. Nó đi rồi con à. Tôi nhận được tin sét đánh từ mẹ của mình. Hôm đó anh bé Năm đã được xuất viện, nhưng nhìn cái cách người ta khiêng anh lên trên xe và bao bọc vải trắng kín mít khiến tôi mệt mỏi. Vậy là cuộc hành trình của anh đã kết thúc. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài những cảm xúc phẫn nộ và tuyệt vọng. Biết bao bà mẹ như mẹ anh bé Năm sẽ còn đau khổ, khóc đến cạn nước mắt khi nhìn thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nếu tôi mất, mẹ tôi sẽ khóc rất nhiều.
Mẹ ơi, lòng con thương mẹ gấp trăm ngàn lần. Câu nói con yêu mẹ, nhưng con biết phải làm sao để không bỏ mẹ mà ra đi. Mẹ tôi khóc, tôi cũng khóc. Mẹ tôi khóc vì một người mẹ khác đã mất con, và mẹ ngàn lần không muốn điều đó xảy ra với con của mẹ. Chỉ nghĩ đến đây thôi, tôi đã thấy thương đến nhợt nhạt lòng. Cảm nhận được nỗi đau xé lòng của những người mẹ Việt Nam anh hùng, 3 lần tiễn con đi, 2 lần khóc thầm lặng lẽ. Còn tôi khóc vì cái trò đùa nghiệt ngã của cuộc đời. Một con người đang khỏe mạnh, sống bình thường trên mặt đất, khi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư thì chỉ trong một thời gian ngắn là chết. Tôi căm thù căn bệnh ung thư này, và càng cay đắng hơn khi người mắc lại là tôi, một con người chỉ mới tròn 20 tuổi. Tôi còn quá trẻ để chết. Tôi phẫn nộ và lên án gay gắt cái trò đùa nghiệt ngã của cái tên tử thần mang tên ung thư. Nhưng đâu đó trong tim tôi cũng đang tồn tại bao sợ hãi và lo lắng. Tôi không biết khi nào mình sẽ là người nằm trong căn phòng cấp cứu kia và được người ta quẳng lên xe, trả về nhà. Bất giác, lòng tôi man mác nhớ đến 2 câu thơ. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục trên súng mũ bỏ quên đời. Trích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Phần 2, chương 2, nghịch cảnh chỉ là thử thách của bạn. Mỗi một gia đình tôi quen ở bệnh viện, mỗi một hoàn cảnh mà tôi tiếp xúc là những bài học vô giá mà cuộc sống gửi đến cuộc đời tôi, dạy cho tôi rất nhiều điều. Tuy thương tâm, nhưng làm sao bạn biết được mình còn bao nhiêu cái ngày mai để mà buồn. Vì vậy, hãy vui lên vì bạn còn sống, và còn sống thì đừng lãng phí thời gian cho muộn phiền. Qua bài thơ Nhật ký trong tù, bạn có thấy Bác Hồ không còn là tù nhân nữa mà là thi nhân, là triết nhân không? Tinh thần lạc quan như người thì đúng là xưa nay hiếm. Đầu non sớm sớm vầng dương mọc, khắp chốn nơi nơi rực ánh hồng. Nắng sớm mặt trời soi cả ngục, sương mù khói đặc bỗng tan hơi. Trích Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và ngay cả Ralph Waldo Emerson, triết gia người Mỹ, cũng phải ngợi ca tinh thần lạc quan của Bác dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Mọi bức tường đều là một cánh cửa. Đôi vợ chồng già Sóc Trăng dạy cho tôi tình nghĩa vợ chồng thủy chung son sắc. Dù đã hơn 40 năm nhưng bà vẫn ở cạnh ông bên những bước đường thăng trầm của cuộc sống cho đến ngày ông ra đi mãi mãi. Còn gia đình chú Út ở Tiền Giang dạy cho tôi về đạo lý hiếu kính với mẹ cha, đặc biệt là những lúc mẹ cha đau ốm. Có lẽ một trong những thành công lớn nhất ở đời người là được con cái yêu quý. Tôi không phán xét hay lên án những hành vi bỏ mặc mẹ cha hoặc người thân của họ khi không còn khả năng vệ sinh cá nhân, phải nằm bất động một chỗ, vì tôi không rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng tôi sẵn sàng giúp đỡ những người bất lực với sản phẩm của mình. Thà chịu bẩn, chịu hôi còn đỡ hơn là để lòng mình tanh bẩn. Đó là truyền thống lá lành đùm lá rách, thể hiện sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người, là phẩm chất cơ bản của anh bộ đội Cụ Hồ. Tôi nghĩ ai nhìn thấy những hình ảnh thương tâm đó cũng sẽ hành động như tôi. Và không biết từ lúc nào tôi đã dành cho những bệnh nhân ấy một thứ tình cảm ruột thịt. Khi nghe họ kể về những hành động vô cảm của người thân mà tôi muốn bật khóc, vì cũng đều là người cùng khổ. Khi bạn rơi vào hoàn cảnh của tôi, có thể bạn sẽ có những suy nghĩ giống tôi. Đó là chỉ cần mỗi ngày được sống bình an, khỏe mạnh ở hiện tại đã là tốt lắm rồi. Đôi khi tôi tự trách mình là kẻ dở hơi, tự dày vò, buồn bã, lo lắng cho những số phận kém may như mình. Tôi xin lỗi bản thân mình, gia đình, thầy cô, bạn bè, đồng chí, đồng đội và từng con người mà tôi gặp. Bởi lẽ tôi chưa từng yêu quý, trân trọng, bảo vệ bản thân mình trước cuộc sống này mà đòi là anh hùng rơm để bảo vệ họ. Những ngày ở bệnh viện, tôi được học rất nhiều từ những người xung quanh. Đó là sự trân trọng từng giây phút của cuộc sống này, đón nhận mọi điều đến với mình. Phần 2, chương 3. Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em. Dần dần, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì tôi không hề thua kém bất cứ ai, bất cứ điều gì khi mình mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi không phải tự ti về những hạn chế của mình vì được sự động viên, giúp đỡ rất lớn từ gia đình và đồng chí, đồng đội, những người anh em thân thiết ở đơn vị của tôi. Họ cùng san sẻ những công việc đơn giản giúp tôi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi điều trị bệnh. Đơn vị đã đùm bọc tôi rất nhiều. Phú ơi, anh em mới nhận được phụ cấp nên trích ra một ít cho Phú lên đường chữa bệnh này.
đồng chí Vinh, tiểu đội trưởng của tôi nói. Phụ cấp của lính không dư giả gì, vậy mà anh em đã trích một phần đưa cho tôi. Tấm lòng đồng chí đồng đội dành cho anh Lý trẻ này rất lớn, và tôi không biết nói gì ngoài những lời cảm ơn chân thành nhất. Do quân nhân đã được nhà nước lo toàn bộ nên tôi không phải lo lắng nhiều về chi phí điều trị. Nhưng mỗi lần đi trị bệnh, tôi lại không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy nhiều người còn khổ hơn mình. Họ biết lấy tiền ở đâu để chống chọi với chiều dài bệnh tật đây? 3 năm quân ngũ khiến tôi cảm nhận sâu sắc về tinh thần đoàn kết cùng tiến bộ của anh em ở đơn vị. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn đang gặp những thử thách khó khăn trong cuộc sống. Cũng trong 3 năm quân ngũ, tôi được trải lòng nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn và mở rộng trái tim yêu thương con người một cách trọn vẹn nhất có thể với mọi người ở viện cũng như anh em ở đơn vị. Ngôi trường đại học của tôi, nơi tôi sống, là một nơi thật đẹp. Khung cảnh mang đậm vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ nhưng cũng có phần hiện đại. Ở đây không khí vô cùng trong lành, tách biệt với thế giới bên ngoài ồn ào, náo nhiệt, lắm bon chen và xô bồ. Tôi có thể ngắm nhìn những khu vườn, những con đường đầy hoa khiến lòng người đắm say mỗi khi chạy bộ quanh trường. Đã là học viên năm thứ 3, tôi thấu hiểu cảm giác xa gia đình, thấu hiểu cảm giác thiếu thốn tình yêu thương của mẹ cha. Nhưng môi trường quân ngũ là một nơi rất tuyệt vời để tôi rèn luyện bản thân. Cứ ngỡ đã vượt qua những ngày tháng khó khăn của tân binh, tôi có thể cố gắng phấn đấu để trở thành một sĩ quan có đức lẫn tài. Nhưng có lẽ cuộc sống vốn vô thường, tôi lại chẳng may mắc bệnh ung thư xương. Dù mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, nhưng tôi vẫn khát khao có thể chữa khỏi để phấn đấu ra trường. Giai đoạn hóa trị là giai đoạn tồi tệ nhất. Cơ thể tôi gầy guộc, xanh xao và sút ký rất nhiều, đầu thì chọc lóc như quả trứng gà. Tồi tệ nhất là khi chuyển hóa chất xong, tôi bật chế độ nôn không thời hạn. Bây giờ nghĩ lại, những ngày tháng ấy, tôi không biết mình đã lấy cái nghị lực phi thường ở đâu để chống chọi lại với chiều dài bệnh tật, chống chọi lại với hoàn cảnh không người thân bên cạnh để kiên trì và kiên trì với việc học. Nhưng tôi lại rất may mắn vì được những người anh em, cấp trên trong đơn vị quý mến chăm sóc. Họ chính là nguồn động viên rất lớn để tôi đối mặt với bệnh tật. Các chị điều dưỡng ở bệnh viện khi biết tôi là bộ đội nhưng vẫn tiếp tục học thì đã rất hoảng, vì họ không nghĩ rằng tôi sẽ trụ nổi nếu không có mẹ cha ở bên cạnh, không có được điều kiện chăm sóc như ở nhà. Hơn nữa, rèn luyện trong quân ngũ rất vất vả và khắt khe về nhiều thứ. Người bình thường đã sợ, huống chi tôi là bệnh nhân ung thư. Nhưng có lẽ vì tinh thần kiên cường đến phút cuối và sự giúp đỡ rất lớn của anh em trong đơn vị đã giúp tôi vượt lên mặc cảm tự ti, vượt lên nỗi sợ bệnh tật và rồi chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng được căn bệnh của mình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong một phần của cuốn sách Bạn sinh ra để sống của Nguyễn Văn Phú. Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo trong chương trình Cùng bạn đọc sách lần sau. Cùng bạn đọc sách xin chào và hẹn gặp lại.